Cây sen được trồng nhiều nơi trên các loại đất trũng. Ở xã Hải Lâm, huyện Hải Lăng, nhiều nông dân đã mạnh dạn chuyển đổi trồng sen trên đất lúa, mang lại năng suất ổn định và hiệu quả kinh tế cao gần gấp 2 lần so với trồng lúa. Hải Lăng có nhiều diện tích lúa ở vùng thấp trũng, nhiều diện tích lúa đạt năng suất thấp. Để chuyển đổi cây trồng mang lại hiệu quả cao hơn, anh Lê Văn Cảnh ở xã Hải Lâm, huyện Hải Lăng đã mạnh dạn chuyển đổi 2 hectare diện tích trồng lúa sang trồng sen. Sen rất phù hợp với đất phèn, năng suất ổn định, dễ chăm sóc. Nhờ trồng sen, nguồn nước nhiễm phèn ở các chân ruộng trũng cũng được cải tạo. Trước đây là làm lúa, sau này mình làm sen đã cảm thấy hiệu quả hơn. Mình làm sen và sau đó làm sen thấy cái mô hình nó được thì mình làm thêm khu du lịch để cho bà con tới tham quan. Sen trồng khoảng 4 tháng sẽ cho thu hoạch. Nắm bắt được nhu cầu của du khách hiện nay, thường tìm đến những điểm check-in mới lạ. Anh Cảnh đã đầu tư vườn sen thành điểm đến của những người yêu sen. Du khách có thể tham quan vườn sen, hải sen, lưu lại những bức hình kỷ niệm cùng sen. Sau buổi chụp hình ở vườn sen thì anh cảm thấy là mình mang về nhiều rất là nhiều tấm ảnh đẹp, bởi vì là ở đây có những bác chủ đâm sen là đầu tư hẳn cho mình những chiếc thuyền, câu và những cái chòi làm cho mình chụp ảnh thấy hoang sơ và thấy năng thơ hơn. Em thấy một nơi đấy là một cái nơi, một điểm check-in rất là ấn tượng, rất là thu hút, cho nên là em thấy đấy là một điểm là để cho giới trẻ đến tham quan và du lịch nhiều hơn. Tuy mới đầu mùa sen, nhưng vườn sen của anh Cảnh đã thu hút rất đông du khách đến đây mỗi ngày. Cơ sở của anh đã chấp hành các biện pháp y tế như đo thân nhiệt cho du khách, giữ khoảng cách với nhau tại vườn. Với 2 hectare sen, anh Cảnh đã thu hoạch khoảng 20 tấn hạt sen. Sau khi trừ chi phí, gia đình anh Cảnh lại 250 triệu đồng một hecta một vụ sen. Việc trồng sen trên đất ruộng là mô hình phù hợp thổ nhưỡng của địa phương. Điều đặc biệt, trồng sen để làm du lịch đang trở thành mô hình mới, không chỉ nâng cao thu nhập mà còn góp phần tạo việc làm cho lao động tại địa phương.